thi đấu 2 trận sau án treo giò phải nhận vì hành vi không đẹp với Ngọc Duy, với Nguyễn Phong Hồng Duy của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 8. Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu trong hiệp thi đấu đầu tiên. Chủ nhà Sông Lam Nghệ An trong trang phục truyền thống áo vàng quần vàng tất vàng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Còn các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trang phục áo đỏ quần trắng và tất đỏ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Nguyễn Văn Vĩ, Trung Học. Có thể nói trước khi bước vào trận đấu này, Sông Lam Nghệ An đang gặp vấn đề về phong độ. Sau chuỗi trận ấn tượng hồi đầu mùa giải thì đội bóng xứ Nghệ đã để thua 3 trận đấu liên tiếp. Hàng phòng ngự đã giữ sạch lưới trong 5 vòng đấu đầu tiên, thì 3 vòng đấu gần đây đã để thủng lưới tới 8 bàn. Đó là một phong độ cực kỳ tệ của đội bóng xứ Nghệ trong trận đấu ngày hôm nay. Rất kéo, dứt điểm và sự có tốt của Soset Alagi. Ngày hôm nay mặt trận tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ là rất mỏng, chỉ có một mình Bruno Enrique ở trên hàng công mà thôi. Victor Massarey đã phải nhận án treo giò. Đáng chú ý, ngay trước thềm trận đấu này diễn ra thì huấn luyện viên Phạm Minh Đức mới nhận được công văn từ VFF đưa ra án phạt cấm treo giò 2 trận đối với Victor Massarey. Chuyến làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước Sông Lam Nghệ An diễn ra vào ngày 6 tháng 7, tuy nhiên phải đến 5 ngày sau mới có quyết định kỷ luật. Vắng đi một ngoại binh chất lượng như Victor Massarey trên hàng công sẽ là một bài toán đau đầu với huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Việc Victor Massarey không thể thi đấu ở vòng 9 và vòng 10 sẽ là khó khăn rất lớn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một tân binh, và họ đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng mùa giải này. Bước vào trận đấu này thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới có 7 điểm. Tân binh của V-League năm nay chỉ có duy nhất một trận thắng, hòa 4 trận và để thua 3 trận. Trong khi đó lúc này Sông Lam Nghệ An đã tụt xuống vị trí thứ 9. Đội bóng xứ Nghệ có 11 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường có 3 trận thắng, 2 trận hòa và để thua 3 trận. Rõ ràng Sông Lam Nghệ An đã đánh mất đi sự chắc chắn và lý lợm của mình hồi đầu mùa giải. Hàng thủ đã bộc lộ nhiều sai lầm, còn hàng công thì Sông Lam Nghệ An đang là một trong hai câu lạc bộ có hàng công kém nhất giải đấu. Và lúc này Sông Lam Nghệ An mới có được 5 bàn thắng mà thôi. 5 bàn thắng sau 8 vòng đấu. Số bàn thắng chỉ nhiều hơn câu lạc bộ Hải Phòng. Hải Phòng có 4 pha lập công. Đây là hậu vệ Xuân Mạnh, người đang gặp chấn thương. Ngoài Xuân Mạnh thì Sông Lam Nghệ An còn không có sự phục vụ của Hoàng Văn Khánh và Xuân Thắng. Những cầu thủ cũng đang gặp chấn thương dài hạn. Tiền vệ Lê Mạnh Dũng cũng không thể thi đấu vì chấn thương. Đặng Văn Lắm nhận đủ 3 thẻ vàng. Phan Văn Đức ngồi trên băng ghế dự bị. Rõ ràng lực lượng và phong độ đang khiến cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn trong chặng đường trước mắt. Về phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ngày hôm nay họ thiếu vắng đi Victor Massarey, nhưng huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã bố trí Nguyễn Văn Hiệp chơi ở vị trí của Victor Massarey và bố trí sơ đồ 4-2-3-1, một sơ đồ thiên về phòng ngự. Dù là tân binh nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có những chuỗi trận vô cùng ấn tượng với chuỗi 5 trận bất bại sau chiến thắng vô cùng bất ngờ và thuyết phục ngay trên sân của Than Quảng Ninh với tỷ số 2-0. Thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có một chuỗi trận hòa vô cùng quả cảm trước những đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Họ hòa câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 1-0. Sau đó Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa 0-0 với SCB Đà Nẵng, hòa 1-0 với câu lạc bộ Sài Gòn và cũng hòa 1-0 với BKM Bình Dương. Đó đều là những đội bóng có hàng công rất mạnh. Ngày hôm nay có cả Khắc Ngọc nữa. Khắc Ngọc đã về Vinh để theo dõi các đồng đội cũ thi đấu. Có
thể nói là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thắng nhiều trong những trận đấu vừa qua, nhưng để đánh bại đội bóng này cũng là một việc vô cùng khó. Và chúng ta cùng chờ xem, với hàng công mới chỉ có 5 bàn thắng kể từ đầu mùa giải, thì Sông Lam Nghệ An sẽ giải quyết trận đấu này như thế nào. Với bề dày lịch sử và thành tích trong quá khứ thì rõ ràng Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Nhưng trước khi bước vào trận đấu này, với phong độ đi xuống của mình và lối chơi khó chịu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thì trận derby này thực sự lại là một trận đấu rất cân bằng. Đình Đồng, và đi bóng rất nỗ lực của Đình Đồng. Có vẻ như Dương Quang Tuấn bị trói nắng, mất hai nhịp để thủ môn Dương Quang Tuấn mới bắt gọn trái bóng sau một đường tạt không có gì là nguy hiểm. Ngày hôm nay Trần Đình Tiến chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, khá ngạc nhiên. Đình Tiến là cựu cầu thủ của sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Trong khoảng hơn 5 phút vừa qua thì diễn biến trận đấu nghiêng hẳn về phía Sông Lam Nghệ An với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu là vậy. Và vẩy bóng ngoài của Hồ Tuấn Tài. Nhưng sau đó thì Uniechi cũng không thể khống chế thành công. Trọng tài xác định lỗi thuộc về đội chủ nhà. Bruno Henrique đã bị phạm lỗi. Ngày hôm nay anh sẽ phải đối mặt với người vừa phạm lỗi, đó là có lẽ là Thái Bá Sang. Thái Bá Sang chơi cặp trung vệ với Gustavo Santos. Trên khán đài sân vận động Vinh có rất nhiều quan chức quan trọng của bóng đá Nghệ An. Chúng ta có thể thấy sự có mặt của ông Nguyễn Hồng Thanh nữa. Đứng trước bóng đang là Nguyễn Văn Hiệp, cầu thủ có cái chân trái cũng rất khéo. Rất hồi hộp. Những tình huống cố định sẽ là cơ hội dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một pha đá phạt không thực sự tốt của Văn Hiệp. Bóng chạm đầu của Gian Lesio. Đào Văn Nam. Và tạt bóng rất mạnh của Nguyễn Văn Vĩ. Pha nhà bóng ra của Tuấn Hải. Tuấn Hải không hiểu ý. Ngày hôm nay với việc Victor Massaray không thể thi đấu thì nhiệm vụ của Phạm Tuấn Hải là vô cùng quan trọng. Tuấn Hải chơi hộ công cho Bruno Henrique. Ba trận đấu vừa qua Văn Hoàng đã phải 8 lần vào lưới nhặt bóng. Còn trên hàng công, bộ đôi Joseph Alagi và Peter Uniechi vẫn chưa ghi bàn cho Sông Lam Nghệ An. Trái ngược hoàn toàn so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bruno Henrique đã ghi được 4 bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Còn Victor Massaray đã có một pha lập công. Ném biên dành cho đội khách. Mặc dù kiểm soát được thế trận nhiều hơn nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn chưa áp đặt được thế trận. Phan Văn Đức có lẽ sẽ vào sân trong hiệp 2 chăng? Cầu thủ quan trọng nhất của Sông Lam Nghệ An vào thời điểm này có thể coi là như vậy, đang ngồi trên băng ghế dự bị. Gustavo Santos có thể hình rất tốt và ngày nay anh sẽ theo kèm Bruno Henrique trong những pha không chiến. Joseph Alagi hơi chậm. Một pha xử lý rất chậm của tiền đạo mang số 9 Tuấn Hải. Mặc dù là tân binh, tuy nhiên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không ngại gì các đối thủ tại V-League. Họ cũng có những sự bổ sung rất chất lượng. Bên cạnh đó, tập thể Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là một tập thể rất gắn kết. Họ đã thi đấu cùng nhau trong một chặng đường rất dài, từ khi còn là Hà Nội B. Và thực sự Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể không có những chiến thắng giọt giã, tuy nhiên để đánh bại được đội bóng này là một nhiệm vụ cũng không hề đơn giản đối với những đội bóng hàng đầu tại V-League. Những đội bóng có hàng công rất mạnh như câu lạc bộ Hà Nội, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và cả SHB Đà Nẵng nữa. Và đội bóng của Tuấn Hải không thể vượt qua được ba cầu thủ Sông Lam Nghệ An.
Cùng thời điểm này trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng có cuộc tiếp đón các nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội. Rất hay và can thiệp kịp thời của đội trưởng Gian Clesio. Ít phút vừa qua thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại là đội bóng kiểm soát được nhiều bóng hơn. Bruno Henrique, Trung Học, Văn Hiệp, đây là Văn Minh, quả đạt của Văn Minh, Tuấn Hải, ôi, bóng vừa trúng cột cột, rất nguy hiểm. Chuyền chuyền đưa đang có bàn thắng dành cho đội khách. Hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đã tiếp tục bộc lộ sai lầm. Suýt chút nữa thì Văn Hoàng đã phải vào lưới nhặt bóng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một đường chuyền đầy ý đồ của Văn Minh, rất nhanh. Một pha giả trần rất nhanh của Tuấn Hải trong khu vực 16m50. Rất đáng tiếc là không có bàn thắng thứ hai dành cho Tuấn Hải ở mùa giải năm nay. Quá đáng tiếc. Nếu như Tuấn Hải lập công trong pha bóng vừa rồi thì trận đấu này sẽ đi theo đúng ý đồ của huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là một đội bóng chơi phòng ngự phản công rất khó chịu. Cơ hội đầu tiên thực sự nguy hiểm đã thuộc về các cầu thủ khách. Cú ra chân của Hồ Tuấn Tài nhưng hơi nhẹ, nó không hề khó khăn dành cho Dương Quang Tuấn. Pha xả bóng vừa rồi là của Soset Alaki. Trận đấu diễn ra ở tốc độ trung bình nhưng ít phút vừa qua đã có liên tiếp hai cơ hội dành cho cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An. Đã từ rất lâu rồi người hâm mộ xứ Nghệ đã mong chờ trận đấu này, trận derby đầu tiên trong lịch sử. Núi Hồng và Sông Lam chính là hồn quê của xứ Nghệ, và trên bình diện bóng đá một cuộc thương về danh dự như thế này cũng không còn ý nghĩa, bởi niềm vui mà người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ là được chứng kiến Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Điều này đã được những cổ động viên hai bên cầu Bến Thủy mong chờ từ rất lâu. Tốc độ của trận đấu đã diễn ra nhanh hơn với những pha đôi công của cả hai đội bóng và xử lý không thành công của Uniechi. Và tiền đạo màu số 22 có lẽ cũng không hài lòng với những pha sửa mình của mình. Ngoài đường biên thì huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã không ngồi một phút nào kể từ đầu trận đấu. Rõ ràng đây là một trận cầu mang tính chất vô cùng quan trọng đối với cả Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai đội đang dần bị tụt xuống dưới của bảng xếp hạng. Văn Vĩ, Sông Lam Nghệ An đang pressing rất cao. Nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thoát pressing thành công, đường truyền của Trung Học. Goal! Vào không! Có vào! Bóng đã đẩy cao hơn xà ngang, quá đáng tiếc. Cơ hội của Văn Hiệp, người đã thay vị trí của Victor Masaray. Văn Hoàng thì đã băng ra rất xa khung thành. Và đây là nụ cười rất tươi của huấn luyện viên Minh Đức. Hai cơ hội liên tiếp. Đội khách đang chơi hay hơn. Hay hơn là về mặt cơ hội nguy hiểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha thoát pressing tuyệt vời. Xuất phát từ đường truyền của Trung Học. Bóng nảy hơi cao một chút thôi so với xà ngang của thủ môn Văn Hoàng. Văn Hoàng đã phải băng ra rất xa. Có thể nói pha tâng bóng vừa rồi của Nguyễn Văn Hiệp cũng khá nhạy cảm. Thiếu một chút may mắn nữa thôi. Một tình huống chạm cột dọc. Và vừa rồi là một tình huống bóng đi cao hơn một chút thôi so với xà ngang. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thi đấu rất hay. Biết mình biết người. Và đã tạo ra hai cơ hội ghi bàn 10-10. Phút thứ 15 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là không đều. Nhưng đáng ra Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải có được một bàn thắng cho riêng mình với lối chơi rất chặt chẽ của mình. Sông Lam Nghệ An thì chưa tạo ra được một tình huống nguy hiểm nào, ngoại trừ pha dứt điểm hơi nhẹ của Hồ Tuấn Tài.
lại là một đường chuyền quá mạnh của Sosada Lagi. Có thể nói bộ đôi ngoại bên phía sông Lam Nghệ An, Sosada Lagi và Onikechi, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng và cũng thi đấu không thực sự hiệu quả. Bộ đôi này vẫn chưa có bàn thắng nào dành cho sông Lam Nghệ An. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thi đấu tự tin. Họ rất tự tin trong việc thể hiện lối chơi của mình. Tuấn Hải, Trung Học rất hay, Trung Học căng ngang. Những pha sóng gió liên tiếp về phía khung thành của Văn Hoàng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không xa lạ gì Sơn Vinh. Mùa giải 2018 họ đã thi đấu trên sân đấu này tại giải hạng nhất. Tỷ số vẫn đang là không đều. Trận derby đang diễn ra rất hay. Chất lượng chuyền môn cũng khá cao. Tuấn Tài, Đình Đông. Ném biên dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và cả người của Tuấn Tài đã không thành công. Phạm Hoàng Lâm cũng là một trung vệ có thể hình rất tốt bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Gian Clesio. Không tính đến việc câu lạc bộ Sài Gòn đang có hàng thủ chắc chắn nhất V-League với chỉ 3 bàn thua phải nhận kể từ đầu mùa giải, thì top sau Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang là một trong số những câu lạc bộ có hàng phòng ngự chắc chắn nhất tại V-League mùa giải năm nay. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng mới chỉ để thủng lưới có 7 bàn mà thôi. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và BKM Bình Dương, đó là 3 câu lạc bộ mới chỉ để thủng lưới có 7 bàn. Một thành tích vô cùng ấn tượng với một tân binh như là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha khống chế không thành công của Văn Minh. Những Văn Minh, Văn Vĩ, Đào Văn Nam, Lý Công Hoàng Anh, Trung Học Tuấn Hải hay Văn Hiệp, đó đều là những cầu thủ gắn bó rất nhiều năm với nhau. Trong chức Á quân của Hà Nội B và sau đó là chức vô địch của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để giúp cho đội bóng này lên chơi tại V-League. Ở mùa giải năm nay thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có những sự bổ sung rất chất lượng. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Pha bóng rất cố gắng của Bruno Henrique. Tiền đạo đã có 4 pha lập công dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Phạm Minh Đức đang yêu cầu các học trò áp sát ngay lập tức khi các cầu thủ sông Lam ăn có bóng. Gian Clesio. Pha tranh chấp của hai đội trưởng nhưng cuối cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ hưởng quả ném biên. Sông Lam Nghệ An đang rất cố gắng để áp đặt được thế trận nhưng điều này không hề dễ. Những Hà Nội, Sài Gòn, Bình Dương và cả SHB Đà Nẵng nữa cũng gặp khá nhiều khó khăn trong lối chơi của đội bóng núi Hồng. Bruno rất nhiệt tình. Chúng ta có thể thấy tinh thần thi đấu của Bruno là lăn xả như thế nào. Nếu như trong trận đấu ngày hôm nay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn có Victor Mansaray,
thì đó sẽ là một điều rất khó khăn đối với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Tuấn Tài chồng biên tốt, quả tát ôi rất nguy hiểm, một pha tỉ đè tốt của Onyechi. Một pha bóng thoát tim đối với hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Peter Onyechi với thể hình vượt trội và tầm vóc của mình đã có một pha không chiến tốt. Anh đã đè rất tốt trong pha chiến trước với Nguyễn Văn Vĩ. Vào lúc này màn so tài giữa SHB Đà Nẵng và nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội vẫn đang có kết quả hòa không đều. Đó cũng là một trận đấu rất đáng chú ý. Câu lạc bộ Hà Nội đã đón chào sự trở lại của Đoàn Văn Hậu. Cùng với đó là Quang Hải cũng đã khỏi ốm. Và liệu nhà đương kim vô địch có thể vực dậy tinh thần của mình hay không trước một SHB Đà Nẵng đang rất thăng hoa. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Sông Lam Nghệ An đang được hưởng lợi vì thủ môn Dương Quang Tuấn đang bị ngược nắng. Pha xử lý không tốt của Trần Đình Tiến. Ngày mai trong đội hình ra sân của Sông Lam Nghệ An có hai cậu thủ, cựu cầu thủ của sổ số Kiến Thiết Cần Thơ, đó là Trần Đình Tiến và Quang Tinh. Sau khi sổ số Kiến Thiết Cần Thơ phải xuống hạng thì bộ đôi này đã rời đội bóng Tây Đô và trở về quần áo đội bóng quê hương, đó là Sông Lam Nghệ An. Đường chuyền dài của Văn Vĩ rất chính xác. Phạm Tuấn Hải, Tuấn Hải đối mặt với Gustavo Santos. Tuấn Hải là mẫu trung phong cũng rất mạnh về sự càn lướt cũng như thi đấu độc lập. Trong buổi chiều ngày hôm nay, ngoài hai trận đấu cùng giờ là Đà Nẵng tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội và trận đấu mà chúng ta đang theo dõi Sông Lam Nghệ An chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thì vào lúc 18 giờ diễn ra một trận đấu cũng rất đáng chú ý trên sân Thiên Trường. Hai đội bóng cuối bảng Dương Nam Hà Nam Định và Quảng Nam sẽ chạm trán với nhau. Còn vào lúc 19:15, câu lạc bộ Sài Gòn sẽ có cơ hội đòi lại ngôi đầu bảng khi được tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà. Đình Đông và pha bóng an toàn của Phạm Hoàng Lâm. Bộ đôi trung vệ Hoàng Lâm và Gian Clasio bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể hình rất lý tưởng. Phạm Hoàng Lâm cao 1m87, còn Gian Clasio cao 1m96. Và đưa bóng vào của Trần Đình Tiến, vẫn đang là Đình Tiến. Cặp tiền vệ trung tâm Bùi Đình Châu và Trần Đình Tiến đang thi đấu tương đối tốt bên phía Sông Lam Nghệ An. Trong khoảng 10 phút vừa qua, nhịp độ của trận đấu đã giảm xuống. Thế trận đang khá giằng co. Sáng ơi, nói anh em di chuyển nhá. Cần một bàn thắng để cho trận đấu này hấp dẫn hơn. Và suýt chút nữa thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có thể làm được điều này với các pha dứt điểm của Tuấn Hải và Văn Hiệp. Một pha đâm bóng tốt của Quang Tuấn. Đình Tiến, vẫn là Đình Tiến đưa bóng vào. Liên tiếp là những quả tạt vào khung 16m50. Nhưng có thể thấy bóng bổng không phải là vấn đề đối với đội khách với những trung vệ rất cao. Chúng ta cùng xem lại pha dướn người vào bóng rất tốt của thủ môn Dương Quang Tuấn. Lỗi thuộc về Lý Công Hoàng Anh.
Ở vòng đấu trước, mặc dù Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua 0-1 trên sân Pleiku trước Hoàng Anh Gia Lai, nhưng Lý Công Hoàng Anh và Trung Học đã chơi rất tốt và có thể nói là gây ra rất nhiều khó khăn đối với bộ đôi Xuân Trường và Tuấn Anh bên phía đội chủ nhà. Khá đáng tiếc là trận đấu đó, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã để thua với tỷ số tối thiểu 1-0. Trong khi đó, ở vòng đấu trước thì Sông Lam Nghệ An đã nhận trận thua 1-2 trên sân của Quảng Nam. Trước đó họ để thua 0-3 trước Dương Nam Hà Nam Định, đó đều là hai đội bóng ở nhóm cuối. Và vòng đấu thứ 6 thì Sông Lam Nghệ An trên sân nhà để thua 1-3 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là 3 trận thua liên tiếp của đội bóng xứ Nghệ trước khi bước vào trận đấu này. Trong khi đó ở vòng 8 thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua 0-1 trước Hoàng Anh Gia Lai, và trước đó là 2 trận hòa trước những đối thủ được đánh giá cao hơn, đó là BKM Bình Dương và Câu lạc bộ Sài Gòn. Đó đều là những câu lạc bộ ở top đầu. Rõ ràng nếu xét về tính ổn định thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang nhỉnh hơn đôi chút. Tiếp tục là một quả đá phạt dành cho đội khách. Đây là các cổ động viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Rất đông các cổ động viên của đội khách đã vượt cầu Bến Thủy để đến cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Văn Hiệp. Lỗi thuộc về Gian Lesio. Có lẽ cần phải có những pha treo bóng cao hơn nữa. Oniachi đã lùi về rất sâu để theo kèm với Gian Lesio. Hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An cũng có một cầu thủ có chiều cao rất tốt là Gustavo Santos. Trung vệ này cao 1m95. Gustavo Santos. Thái Bá Sang. Sau khi đội trưởng Hoàng Văn Khánh chấn thương, Thái Bá Sang đã thay thế khá tốt vị trí này. Quang Tình. Bá Sang. Mai Sĩ Hoàng. Một pha cắt bóng tốt của Gian Clesio. Mặc dù là tân binh ở mùa giải năm nay, nhưng thật sự phải dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh những lời khen ngợi khi họ có 5 trận bất bại và đánh đầu pha bóng của Văn Vĩ. Ít phút vừa qua, Sông Lam Nghệ An đã có nhiều hơn những pha đưa bóng vào từ hai biên. Đình Tiến. Trung Học. Vẫn đang là Trung Học. Một pha phản công dành cho đội khách. Nguyễn Văn Hiệp. Vẫn đang là Văn Hiệp. Chọc khe Bruno. Gustavo Santos đã có mặt rất kịp thời. Lý Công Hoàng Anh. Trọng tài thổi phạt đối với đội trưởng bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Gian Clesio. Lý Công Hoàng Anh và Gian Clesio đã khá vất vả trong việc theo kèm đối với Oniachi. Có lẽ bây giờ thì hai câu lạc bộ sẽ bước vào quãng thời gian cooling break. Trọng tài Ngô Duy Lân đã cho các cầu thủ có quãng nghỉ 3 phút. Sau khoảng 15 phút đầu tiên thi đấu rất sôi nổi và hấp dẫn, 15 phút vừa qua nhịp độ của trận đấu có phần giảm xuống. Đây là Victor Massare, một nụ cười rất tươi và đang theo dõi các đồng đội, và có lẽ anh cũng đang gọi FaceTime với một người bạn của mình. Tuấn Hải là người sở hữu cội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu với pha dứt điểm dội cột dọc. Văn Hiệp nữa, một pha tầng bóng cũng rất kỹ thuật. Còn Peter Unikechi đang rất khát khao có được bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay. Bruno Henrique vẫn là niềm hy vọng trên hàng công của đội khách trong trận đấu ngày hôm nay.
4 pha lập công đã chứng tỏ giá trị của tiền đạo mang số 9. Phút vừa qua thực sự là một màn so tài về chiến thuật rất rõ nét của hai huấn luyện viên Ngô Quang Trường và Phạm Minh Đức. Đáng lẽ ra thì đội khách đã có được một bàn thắng đến thời điểm này. Những pha dứt điểm tốt của Tuấn Hải và Văn Hiệp đã không đem lại lợi thế dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bây giờ Quang Tinh sẽ là người đá phạt dành cho đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Dương Quang Tuấn kể từ đầu trận đấu cũng đã thi đấu rất tốt, ngoại trừ tình huống dứt điểm ở trung lộ của Hồ Tuấn Tài. Mọi pha tấn công nguy hiểm của Sông Lam Nghệ An đều đến từ hai biên. Quang Tinh, Tuấn Tài, không cho ai cả. Cần phải có một đường nhả bóng về tuyến 2, sau đó thực hiện một quả tạt thì sẽ hợp lý hơn. Và xử lý hơi khó của Tuấn Tài dành cho Jose Alagi. Bruno, Trung Học, Đình Đồng đã cắt được đường chuyền. Vẫn trong sân. Không thể vượt qua được Hoàng Lâm. Sức mạnh của Uniechi đã giúp cho tiền đạo này lấy lại được bóng rất khỏe. Không thể vượt qua được Văn Vĩ. Rất quyết liệt. Trọng tài đã cắt còi, cần phải như vậy. Cần phải cắt còi ngay đối với những pha va chạm quyết liệt. Một pha vào bóng đầy quyết liệt của Đình Đồng. Một pha vào bóng bằng cả hai chân. Dương Quang Tuấn giật Calesio. Đào Văn Nam. Một pha bóng hỏng của Văn Vĩ. Văn Vĩ là cầu thủ có thể lực rất tốt, lên công về thủ. Những pha leo biên của Văn Vĩ thực sự là rất ấn tượng. Trong suốt quãng thời gian mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tại giải nhất, Đình Châu, vào lúc này trên sân Hòa Xuân, câu lạc bộ Hà Nội đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Văn Hiệp, vẫn đang là Văn Hiệp. Một pha đi bóng hỏng của Văn Hiệp, ngay lập tức thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã cướp được bóng. Jose Alagi không thể vượt qua được Gian Clasio. Tuấn Hải, sức mạnh của Tuấn Hải. Vẫn đang là Tuấn Hải. Đi bóng hơi dài. Tuấn Hải định có một đường trả ngược trở lại cho Bruno Henrique. Nhưng pha tiếp bóng thứ hai của tiền đạo này là hơi dài. Tuấn Hải là cầu thủ thi đấu rất năng nổ trên hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuấn Hải cũng chính là người đã có pha đánh đầu rất kỹ thuật để giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trận hòa 1-1 trước các nhà đương kim vô địch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.
ném biên dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một pha chuyền không tốt của Gustavo Santos. Lỗi thuộc về đội chủ nhà. Những pha xử lý rất hợp tình hợp lý của trọng tài Ngô Duy Lân. Đội trưởng Đình Đồng có những lời lẽ pha nàn. Tuy nhiên rõ ràng trong tình huống vừa rồi, Bùi Đình Châu đã bật rất cao và lao vào người của Đào Văn Nam. Trung Ngọc đã có một đường vận bóng rất tốt dành cho Văn Hiệp. Trung Ngọc thi đấu ngày càng hay trong màu áo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hoàng Lâm. Pha lên bóng rất nhanh của Nguyễn Văn Minh. Văn Hiệp. Lý Công Hoàng Anh. Đường chuyền không tốt của Lý Công Hoàng Anh. Jose Alagi. Tuấn Tài. Sút xa. Trọng tài xác định bóng đã chạm tay của Lý Công Hoàng Anh và đội chủ nhà sẽ đưa một quả đá phạt. Với một thế trận tương đối bế tắc thì đây có lẽ sẽ là một cơ hội dành cho Sông Lam Nghệ An. Dẫu cho điểm đá phạt là hơi xa một chút, tuy nhiên bên phía đội bóng xứ Nghệ cũng có những cầu thủ có khả năng xuất phạt tốt. Đứng trước bóng đang là đội trưởng Gustavo Santos. Cự ly của quả đá phạt này vào khoảng 28 mét. Có thể đây sẽ là một pha đá phạt thẳng của Jose Alagi về của Gustavo Santos. Jose Alagi đã không còn đứng trước bóng nữa. Quang Tình cũng không phải là người thực hiện. Gustavo Santos rất căng nhưng bóng không thể vượt qua được hàng rào. Đinh Tiến. Bóng đã chạm người của Hoàng Lâm. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức rất giỏi trong việc phá lối chơi của đối thủ. Điều này đã được kiểm chứng trong suốt mùa giải hạng nhất mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lên ngôi vô địch. Và khi mà lên chơi tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam thì những câu lạc bộ hàng đầu của giải đấu này cũng rất khó lòng có thể áp đặt và có những chiến thắng dễ dàng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nguyễn Văn Vĩ có lẽ đã bị choáng. Và lúc này trên sân Hòa Xuân, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã có bàn thắng sai bằng tỷ số 1-1. Một cuộc đối đầu rất hấp dẫn. Đà Nẵng đang bay cao với phong độ cực tốt của mình. Quả tạt. Và tạt bóng rất cố gắng của Đinh Tiến. Tuấn Tài. Một đàn hầu Tuấn Tài. Rất khó để dứt điểm. Văn Hiệp đã lùi về kịp thời. Và lỗi đã thuộc về Hồ Tuấn Tài. Trận đấu đã bước sang phút thứ 40. Khoảng thời gian khá nhạy cảm.
Rõ ràng những diễn biến kể từ đầu hiệp đấu này đến giờ đã chứng minh rất rõ lối chơi của cả hai đội. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có xu thế tăng tốc sớm hơn. Họ đã có được 2 bàn thắng trong 30 phút đầu tiên. 3 bàn thắng trong các phút từ 60 đến 70 chiếm 50% số bàn thắng của đội bóng này. Trong khi đó Sông Lam Nghệ An chỉ thực sự chơi tốt và nhập cuộc tốt trong hiệp thi đấu thứ hai. Dứt điểm. Một quyết tâm đi bóng, lấy bóng và sút xa của Quang Tình. Quang Tình là mỗi cầu thủ có khả năng sút xa cũng rất tốt bên phía Sông Lam Nghệ An. Và dứt điểm vừa rồi của Quang Tình đã đi vào xa ngang. Trong số 3 bàn thắng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, trong số 5 bàn thắng của Sông Lam Nghệ An thì có 3 bàn được ghi từ phút thứ 45 đến phút thứ 60. Và 2 trong số đó đến từ những pha lập công ở thời điểm cuối trận. Và rõ ràng Sông Lam Nghệ An là đội bóng thường thi đấu bùng nổ trong hiệp thi đấu thứ hai. Nhưng đây sẽ là một trận đấu rất cân bằng. Và đến lúc này vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Gustavo Santos, Thái Bá Sang, Nguyễn Văn Hoàng. Pha xử lý không tốt của Jose Alagi. Sau đó tiền đạo mang số 9 đã phạm lỗi đối với Lý Công Hoàng Anh. Khá vụng về. Ở thời điểm này thì năm ngoái thì Sông Lam Nghệ An đang thứ 3, nhưng bây giờ họ đã tụt xuống phía sau của bảng xếp hạng. Lý Công Hoàng Anh, đường chuyền hỏng của Lý Công Hoàng Anh cho Văn Hiệp. Cần phải giữ được những sự tập trung trong những phút cuối của mỗi hiệp như thế này. Năm ngoái sau 8 trận đấu thì Sông Lam Nghệ An có 15 điểm và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Nghệ thắng 4 hòa 3 và chỉ để thua duy nhất một trận. Ghi được 7 bàn và để lọt lưới 5 bàn. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác. Có lẽ trong hiệp 2, với việc Phan Văn Đức được tung vào sân thì lối chơi của đội bóng xứ Nghệ sẽ khởi sắc hơn chăng. Tuấn Tài, Quang Tình, Trọng Biên, Đình Tiến. Chúng ta vừa thấy một pha phá bóng của Tuấn Tài lùi về rất sâu và quạt bóng không thành công của Trần Đình Tiến. Tiếp tục là một pha phản ứng rất mạnh của đội trưởng Đình Đồng. Một chiếc thẻ vàng dành cho đội trưởng của Sông Lam Nghệ An. Đình Đồng cần phải giữ bình tĩnh. Dẫu biết rằng một trận derby là sẽ rất nóng. Tuy nhiên, Đình Đồng đang là người đeo chức băng đội trưởng bên phía Sông Lam Nghệ An. Và đó là một pha bóng cũng không có gì là căng thẳng và nguy hiểm. Có lẽ các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cho rằng mình cần được hưởng một quả ném biên, nhưng trọng tài Ngô Duy Lân đang làm mọi cách để giảm cái đầu nóng của Trần Đình Đồng. Đội bóng xứ Nghệ luôn là một câu lạc bộ nổi tiếng về tinh thần thi đấu rất quyết liệt và quả cảm của mình. Tiếp tục là một chiếc thẻ vàng nữa và phạm lỗi của Mai Sĩ Hoàng đối với Bruno Henrique. Liên tiếp là hai chiếc thẻ vàng dành cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Hiệp 1 của trận đấu sẽ có 3 phút bù giờ.
Bruno Henrique đã thu chân, tuy nhiên Mai Sĩ Hoàng đã có một pha dẫm khá kín nhưng đã không qua được mắt của trọng tài Ngô Duy Lân. Bốn tay Đình Tiến, Quang Tinh không thể vượt qua cái đầu của Gian Clesio. Tuấn Hải và lấy bóng rất quyết liệt của đội trưởng Đình Đồng. Đình Tiến liên tiếp là những pha nhồi bóng vào khu vực 16m50 nhưng đều chưa đem lại hiệu quả. Lỗi của Nguyễn Văn Hiệp, một pha phạm lỗi rõ ràng của tiền vệ màng số 11. Quang Tình đã thi đấu rất tốt sau khi chuyển về từ sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Ở mùa này Quang Tình được tin dụng nhiều hơn. Và chờ bóng của Quang Tình. Cơ hội và pha bóng của Nguyễn Văn Vĩ. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Văn Vĩ yêu cầu Văn Hiệp phải thi đấu quyết tâm hơn thay vì chờ đợi các quyết định của trọng tài. Nguyễn Văn Vĩ Đình Đồng đang bị đau, nhưng đó là sự va chạm của hai cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Đình Đồng đã va chạm với Gustavo Santos. Trận derby đầu tiên của hai đội bóng láng giềng đang diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn. Có những phút thăng hoa, có những phút trùng xuống, nhưng đó đều là những sự tính toán rất kỹ của cả hai huấn luyện viên Ngô Quang Trường và Phạm Minh Đức. Những trụ cột của hai câu lạc bộ này đều đang ngồi trên băng ghế dự bị. Phan Văn Đức bên phía Sông Lam Nghệ An. Bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn có một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm cũng đang ngồi trên băng ghế dự bị, đó là Lê Tấn Tài, cựu cầu thủ của BKM Bình Dương. Đình Đồng vẫn chưa thể đứng dậy thi đấu, có vẻ như đây là một chấn thương có lẽ là không hề nhẹ dành cho Đình Đồng. Khuôn mặt rất lo lắng của huấn luyện viên Ngô Quang Trường. Danh sách chấn thương của Sông Lam Nghệ An cũng đang khá dài, với những Văn Khánh, Xuân Mạnh, Văn Thắng. Đội trưởng Đình Đồng đã được cản ra khỏi sân, không biết là anh có thể tiếp tục thi đấu được hay không. Đình Đồng đang tỏ ra khá đau đớn. Anh đang được trường đá ở đầu gối. Thời gian bù giờ của hiệp 1 cũng đã hết rồi. Hiệp 1 của trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa không đều. Một hiệp đấu rất chất lượng. Và đúng lúc này trọng tài Ngô Duy Lân đã nổi tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Hai đội rời sân với kết quả hòa không đều.
một kết quả đáng tiếc một chút so với những gì mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thể hiện trong hiệp thi đấu đầu tiên với những pha dứt điểm dội cột dọc của Tuấn Hải và Văn Hiệp. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.